trong suốt vòng đời phát triển của mỗi con người từ khi chúng ta sinh ra lớn lên trưởng thành và già đi chúng ta sẽ có những nhu cầu khác nhau trong cuộc sống và những doanh nghiệp cung ứng những sản phẩm trong cuộc sống của chúng ta có thể đó là những doanh nghiệp tuyệt vời và 10 phẩm chất của một cổ phiếu tuyệt vời phần 2 được ra đời. Và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng, nơi những chia sẻ mỗi tối, dũng mong và chúng tin có thể mang lại nhiều kiến thức vì không sớm thì muộn, dũng và các anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh đầu tư chứng khoán. Những nhu cầu những thói quen hàng ngày của chính chúng ta đó là gì? có thể anh chị có thể liên tưởng đến những chi phí từng ngày từng tuần từng tháng mà anh chị phải bỏ ra nhưng nếu như anh chị không tính toán và thống kê các chi phí đó anh chị có thể dở tủ lạnh mở tủ lạnh của gia đình mình ra để biết được những sản phẩm nào là những sản phẩm thiết yếu của gia đình mình thì những doanh nghiệp nào cung ứng những sản phẩm đó, sản xuất những sản phẩm đó, đó là những tiền đề để chúng ta lựa chọn những ngành nghề mà là những ngành nghề tuyệt vời để chúng ta đầu tư sau này. Đó là gợi ý đầu tiên. Gợi ý thứ hai, anh chị có thể tự liên hệ với nhu cầu bản thân của chính chúng ta. Ngoài nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, đó còn là nhu cầu về đi lại, đó còn là nhu cầu về giải trí, đó còn là nhu cầu về sức khỏe, du lịch và các dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống mà chúng ta có một thói quen thói quen đó là bỏ tiền ra để tận hưởng những nhu cầu và dịch vụ đó tức là chúng ta bỏ tiền ra để sử dụng những sản phẩm đó bỏ tiền ra sử dụng những sản phẩm đó thì doanh nghiệp sẽ có doanh thu sẽ có lợi nhuận và khi thói quen tiêu dùng đó cứ lặp đi lặp lại từng ngày từng tuần từng tháng từng năm có phải doanh thu có phải lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì ổn định và phát triển bền vững khi họ duy trì được doanh thu và lợi nhuận thì không sớm thì muộn giá cổ phiếu cũng sẽ tăng tương ứng mọi thứ là bền vững mọi thứ là duy trì mọi thứ là ổn định thì giá cổ phiếu cũng sẽ tăng ổn định duy trì và bền vững trái ngược với những doanh nghiệp cung ứng những sản phẩm không thiết yếu những doanh nghiệp cung ứng những sản phẩm thiết yếu là những doanh nghiệp có giá cổ phiếu tăng ổn định những doanh nghiệp cung ứng những sản phẩm dịch vụ không thiết yếu tức là khi thì anh chị sử dụng khi thì anh chị không sử dụng thì giá cổ phiếu sẽ bấp bênh đó là sự trái ngược vậy anh chị nếu là anh chị anh chị lựa chọn những doanh nghiệp có tính chất ổn định hay anh chị thích sự bấp bênh để tìm kiếm những rủi ro trong cơ hội đó là lựa chọn của chính chúng ta và thói quen đó là tiêu chí thứ tư trong 10 phẩm chất của một cổ phiếu tuyệt vời phẩm chất thứ năm đó là chi phí tạo ra sản phẩm thấp chi phí tạo ra sản phẩm thấp thì có một chút liên quan đến các con số về tài chính nhắc đến các con số về tài chính đôi khi các anh chị sẽ e ngại e dè nhưng không có gì khó hiểu cả chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút về thời gian để tìm hiểu về giá vốn hàng bán trên doanh thu của doanh nghiệp còn nếu như anh chị cảm thấy khó tính và khó hiểu anh chị có thể liên hệ với dũng vì dũng và anh chị sẽ bóc tách và xử lý các con số này những doanh nghiệp có giá vốn hàng bán từ 70% đó là một chi phí giá vốn hợp lý. Những doanh nghiệp có chi phí giá vốn dưới 60% đó là một doanh nghiệp tuyệt vời. Những doanh nghiệp có chi phí dưới 50% đó là những doanh nghiệp hoàn hảo. Và tất nhiên khi chi phí giá vốn hàng bán càng thấp thì biên lợi nhuận của doanh nghiệp nó sẽ càng cao. Biên lợi nhuận của một doanh nghiệp trên 30% đó là một biên lợi nhuận tuyệt vời. Biên lợi nhuận từ 40, 50 thậm chí 60% Ngoài việc tuyệt vời ra, nó còn một chút liên quan đến vấn đề về độc quyền của một ngành nghề nào đó. Nói tóm lại, doanh nghiệp nào biên lợi nhuận càng lớn thì sẽ có càng nhiều tiền. Mà càng nhiều tiền thì đó là tiền đề để cho giá cổ phiếu tăng sau này. Ngược lại, khi anh chị lựa chọn doanh nghiệp nào đó có chi phí giá vốn hàng bán cao, 70%, 80%, thậm chí là 90%, thì chắc chắn là biên lợi nhuận doanh nghiệp sẽ thấp mà biên lợi nhuận của một doanh nghiệp thấp thì doanh nghiệp đó sẽ ít tiền, doanh nghiệp ít tiền mà đi so với doanh nghiệp nhiều tiền thì lựa chọn như thế nào? Có lẽ các anh chị cũng đã có một lựa chọn cho riêng mình. Vậy đó là tiêu chí thứ năm về chi phí tạo ra sản phẩm thấp, từ đó cấu thành ra lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ cao trong tương lai. phẩm chất thứ sáu đó là hợp lý trong giá cả, hợp lý dụng dùng từ hợp lý chứ dùng không dùng từ rẻ trong giá cả. Tức giá cả là những gì chúng ta bỏ ra Chúng ta bỏ ra để chúng ta nhận được những gì mà chúng ta cần Đó là sản phẩm, đó là dịch vụ Dũng không nhắc về vấn đề anh chị bỏ ra một số tiền nhỏ hay anh chị bỏ ra một số tiền lớn Khi anh chị bỏ ra một số tiền lớn nhưng anh chị hài lòng với sản phẩm và dịch vụ đó Đó là một khoản chi phí hợp lý Nhưng khi, nhưng khi anh chị bỏ ra một số tiền nhỏ nhưng anh chị không hài lòng với sản phẩm đó sản phẩm đó không đúng với nhu cầu của anh chị hoặc chất lượng sản phẩm đó kém dịch vụ đó kém thì đó là một khoản chi phí rất mắc rất đắt đỏ vì chúng ta không có nhu cầu sử dụng cái chi phí và sản phẩm đó đó là một sự không hợp lý hợp lý hay không hợp lý nó phụ thuộc rất nhiều vào những gì chúng ta nhận được dũng là một ví dụ liên tưởng như sau khi anh chị có muốn mua tivi tủ lạnh máy giặt các thiết bị gia đình thiết bị gia dụng anh chị có thể lựa chọn rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhưng đôi khi anh chị sẽ ưu tiên vào điện máy xanh có thể anh chị vào và anh chị biết được sản phẩm này cao hơn 5%, 10% so với các đối thủ cạnh tranh. Nhưng tại sao anh chị vẫn sử dụng và vẫn có thói quen quay lại sử dụng? Vì ngoài chất lượng sản phẩm mà điện máy xăng có thể tạo ra và đem đến cho khách hàng, họ còn đem đến một dịch vụ sẵn sốt và khách hàng sẵn sờ. Đó là những dịch vụ hoàn hảo từ thanh toán, từ dịch vụ, từ bảo dưỡng, từ bảo hành, từ lắp đặt. Đó là những dịch vụ kèm theo mà đôi khi chúng ta chấp nhận bỏ ra một số tiền cao hơn 5 cho đến 10% so với đối thủ cạnh tranh, nhưng đó là một sự hợp lý cả về chất lượng sản phẩm và cả về dịch vụ. Đó là những sự hợp lý, hợp lý nó không liên quan đến vấn đề về giá cả. Khi đã là hợp lý, chúng ta sẽ có nhu cầu quay lại và sử dụng. Nó không phải là cao hay là thấp về giá cả, mà nó là sự hợp lý trong vấn đề về những gì chúng ta nhận được. Trên đây là ba phẩm chất tiếp theo của 10 phẩm chất của một cổ phiếu tuyệt vời. Đó là sự thói quen, đó là nhu cầu, đó là sự ổn định và bền vững trong cấu trúc mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp. Đó là chi phí tạo ra sản phẩm, chi phí giá vốn hàng bán thấp. Và đó là sự hợp lý trong giá cả khi chúng ta bỏ ra những gì mà chúng ta nhận được. Nó xứng đáng với những gì chúng ta nhận được. Cho đây là những quan điểm và chia sẻ của Dũng về ba phẩm chất tiếp theo trong series 10 phẩm chất của một cổ phiếu tuyệt vời. Dũng hy vọng sẽ là cầu nối để anh chị có thể lựa chọn được một hoặc một rổ danh mục đầu tư ưng ý trong thời gian tới. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1% tùy vào các giá trị yêu dịch. Trong mọi điều kiện của một nền kinh tế, cho dù tốt, cho dù không tốt, tiết giảm chi phí vẫn luôn luôn là một cách để tối hóa lợi nhuận. Nếu như anh chị chưa có một người quản lý tài sản đầu tư, một người tư vấn đầu tư, Dũng sẽ là người thuyết trình và đưa ra cho anh chị một phương án đầu tư có phù hợp với dòng vốn, mức độ kỳ vọng, mức độ rủi ro của anh chị hay không. Trên đây là lịch đào tạo của Dũng và tuần sau khoa học đầu tư chứng khoán cơ bản online tối 3 năm 7, từ 7 rưỡi đến 9 rưỡi, Dũng sẽ là người định hình rõ với anh chị về phương pháp đầu tư. Phương pháp đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh đầu tư. Bối cảnh và phương pháp sẽ định hình ra chúng ta về danh mục đầu tư cho thời gian tới. Mà chi tiết xin lỗi với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.